Thì em chạy ở trên Đồng Nai xuống giao bà cô cho mình mọi người. Mà tao còn mấy thùng? Dạ 5 thùng anh. Mình sẽ chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Thì bữa nay là thứ bảy cuối tuần rồi mọi người. Sáng nay mình sẽ có chuyến giao bồ câu cho hai anh khách ở một anh ở Sài Gòn, một anh ở Kiên Giang. Ở sáng nay mình sẽ giao một cặp đỏ này, ý quên một cặp vàng này, bồ câu gà vàng. Đó. Cặp gà vàng này cho anh trai ở Kiên Giang với một cặp tơ trong đây. Đây mình không có chuồng nhốt, mình nhốt chung rồi mọi người, bảy tơ mình nè. Trong đây còn ba cặp, là ngày mai mình sẽ giao hai cặp, còn một cặp thì có con kia nó cái chân nó bị bữa mình bị kẹt vô đây, kẹt vô lưới đó mọi người, thì mình để lại một cặp đó, mình giao hai cặp kia. Đây giao một cặp gà với một cặp tơ đó, còn cái anh trai ở Sài Gòn thì có một cặp tơ đó với một cặp đẻ nè mọi người. Hai cặp đẻ đang ấp, vừa hỏi mình bắt về đẻ đang ấp mà đi ra đây, mình quay vô đi ra đây. Đó. Họ mình bắt được mấy cặp tơ với một cặp đẻ thôi đó, thì anh trai đó chốt mới đầu chốt cặp tơ, xong cái chốt thêm cặp đẻ này nữa. Thì ngày mai sẽ giao hai anh trai là người hai cặp, là bốn cặp đó mọi người. Với sáng mai sẽ có cái em trai kia ở Đồng Nai, là hồi trước em có mua câu của mình rồi, nhưng mà giờ em làm nhà gì đó em không nuôi nữa, em sẽ bán lại cho mình. Thì mới đầu tính gửi xe khách mọi người, thì cuối cùng thì em nói em có xe đem đi xuống với mình giao rồi, sẵn xuống mình chơi luôn đó. Thì hiện tại mình mọi người thấy mình đặt chuồng không có ô nào trống nha mọi người, nè không có ô nào trống hết, mà mai mình bắt xuống chắc mình thả vô cái chuồng quần thể nè mọi người. Cái chuồng quần thể này mai mình giao mấy cặp kinh đỏ rồi mình sẽ thả vô đây. Tối thức ăn mình sẽ dồn mọi người, mấy miếng thức ăn mình dồn đây, mình không có để ở ngoài, để ngoài mấy ông tí ông dù ông cắn lúa đó. Đó gì đây, cái cặp kinh kỳ lân này, kinh kỳ lân này bữa anh bắt về đó, thì giờ mọi người thấy đứng thở không không đó. Mình có nhắn tin với chủ cũ rồi thì mình sẽ gửi lại cặp này, nhưng mà chủ cũ đi du lịch đâu chưa về, thì nào về thì mình sẽ gửi trả. Đứng thở. Còn cái con kia thì nó đi là như muốn té, mọi người, nó đi sàn qua sàn lại không à, kiểu như té gió vậy. Còn đây cái cặp mon này bữa mình về mình cho nó tắm, giờ hết con bị bệnh mọi người, nó giờ đang nằm đó. Hôm nay mấy bữa không ăn mình mới bơm thức ăn vô, mà nó thấy cảm giác như nó không khỏe mọi người, xì vậy. Rồi thôi mai mình cho em chạy đó xuống giao bồ câu đó, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Thì em chạy ở trên Đồng Nai xuống giao bồ câu cho mình mọi người. Mà tao còn mấy thùng? Dạ 5 thùng anh. Mày chắc chở mấy chuyến quá. Vô sai không anh? Vô chút xíu à. Lại giờ mình đem bồ câu vô mình thả ra nha mọi người. Cùi thùng có cái, để lấy cái kéo nè. Thả vô đại trước đi, chút. Giờ cùi hàng ra nha mọi người. Tổng cộng là 7 cặp với một con hả? 7 cặp luôn không? Một bạn. Lúc trước mà ai vậy, cặp đó bỏ riêng đó đi. Ha ha, bỏ chung cũng được, bỏ chung đi. Cái số cái kiềng bánh này. Rồi bỏ chung. Đó là cái gì? Kiềng 23. 0241 với 0242. Bỏ cái vậy cũng hãm chụp hình, cái hình nhìn tướng đâu trắng dữ lắm chứ. Cái hình á. Không, nhiều khi em tay em chụp mặt ngoài. Mà nhìn tướng đâu trắng vậy. Rồi.
hai cặp. Cái lần chống này có máu xanh nó kỳ lạ ra như vậy đó. Yeah. Đây. Màu như bò sữa. Dạ. Màu như bò sữa, màu đó nó gần ra thay gơ ha. Dạ. Để được cắn lộn. Thả thả luôn. Cặp mon con bạc là có con bị gãy cánh hả? Không, cặp à, cái này con đó ở con đó à, nó hơi đưa lên chút không à, đưa lên này đây đó, nó là hai cặp bạc này là con à, của cặp gì lân với ừ. Rồi có cặp trước mà nó đến này, cặp trước của hai cặp bạc này là cặp gì lân á, nàng em nó xin rồi. Đây hai mái. Hai này hai mái. Kiểu hai mái. Ơ kìa hai một con. À, à hai kìa hai mái. Con này là đợt ăn bánh nha con này. Này. À. Đó. À, con lấy rất. Ờ đừng co. Thầy. Mẹ lại. Thì chứ mình ra ngoài. Rồi ra đầu gấu ha. Cẩn thận cho nó ở bậy đi các bạn ha. Chưa. Cho nó ăn bậy. Cắn lộn tùm lum quá. Chứ giờ chưa có chuồng để từ từ cây nghiên cứu lại. À thầy. Thảm bậy vô xong rồi mọi người. Giờ không có chuồng thì thả chung vô đây đỡ. Mái đất đang tìm chỗ đẻ hả? Còn đó bọn họ đẻ nó đẻ trứng này hả? Mới đẻ trứng tối qua. Chiều qua em lên. Tính là mốt dẹp luôn hay là làm nhà xong nuôi lại? Không chịu biết nữa đâu, thật thì ăn. Bây giờ nó cắn lộn tùm lum. Ở rảnh hầm bò không cho ăn khoáng à? Không có cho à. Mua bột á. À. Khoáng á, qua chục ăn. Thay nó mới xuống nó để nó mổ ăn nấu khoáng ăn đi. Cho nó cắn lộn tùm lum mày. Mua cái khoáng bột. Ờ, đúng rồi, khoáng bột gì nè. Cái gì à? Nó gói cơ. À, cái này mua bao vậy nè, mua bao. Đây là mua gói. À, trả giờ còn mấy cặp? Còn mấy con đen á. À. Con hai gơ. Mấy con hả? Ừ. Mày chụp cắn lộn tùm lum á, chút có con ô trống chắc bắt cặp sinh sản nhốt riêng để sung quá nó cắn. Rồi. Sau khi giao bồ câu cho mình xong rồi trước rồi uống nước nói chuyện chút thì em về lại Đồng Nai mọi người. Giờ mình làm xử lý cái đống này. Con ruột nó cắn lộn tùm lum mọi người, giờ không biết sao luôn. Giờ mà hiện tại mình hết chuồng rồi. Nè, mọi người thấy đâu có ô nào trống không? Mà con này mấy ngày
tại sinh sản với tơ tơ nó vô nó cắn lộn tùm lum quá. Có cái ô này hồi sáng mình mới giao bồ câu cho khách này nên còn trống đường ô, còn đây bít hết rồi, chắc mình sẽ bắt bắt cặp sinh sản ra quá. Trong đây tổng cộng là 7 cặp nha mọi người. Bốn cặp mon với ba cặp kinh. Còn cặp chụp đỏ đó, nếu mà nó cái chân nó không bị bữa nó bị vướng vô cái cọng kẽm đó mọi người, mình biết sao mà cái chân nó mang cái vòng tròn dày mà nó vướng cái cây sọt vô trong chiếc kiện nó được luôn, hay thiệt. Rồi giờ cái chân nó bị còn sưng rồi đâu có bán được, đợi cho nó hết mới bán được. Để mình bắt cái bắt cặp này ra, cặp này sinh sản nè, con này với con máy kỳ lân bắt ra chứ trong đây nó ruột nó cắn tùm lum. Ủa sao này chung cặp mà ruột cắn dữ ta, nghe này với này là chung cặp nè mọi người, cặp sinh sản nè, không biết sao nó ruột cắn như vậy, chắc về lạ chỗ quá. Ở đây một cặp mon sinh sản với ba cặp mon tơ, hai cặp kỳ lân bạc với cặp con đen đó, với con này kiểu như bò sữa mọi người, ra tiger không nổi. Còn kinh thì kinh tiger không. Là mấy kinh này lúc trước là mình bán cho em đó, ý bán cho anh, tại hồi đầu mọi người khi mình ăn mình không biết, mình cũng thưa em luôn. Rồi sau hồi nãy hỏi lại là sinh năm 89 là lớn hơn mình tuổi mọi người, nên mình kêu lại bằng anh đó. Thì mấy con kinh này là của hồi xưa của mình nha, đó bán cho anh đó, rồi giờ anh đưa lại. Còn mấy con ngon này thì ở đâu mình không biết, nhưng anh không nuôi nữa thì anh bán lại cho mình. Rồi mọi người ai mà có mua thì liên hệ Zalo mình nha, 0336046186.